Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hiện tại hôm nay Kevin đang ở Dallas cùng với một số thành viên trong hội nhóm ESP của bên bất động sản. Và hiện tại thì Kevin đang ở cái hotel rất là lớn của Dallas. Và ở cái hotel này chúng mình đang có host cái event của Tony Robbins. Thì Tony Robbins là một cái người guest speaker của cái event hôm nay. Và cái event này không chỉ dành cho ESP mà dành cho tất cả những agent có mặt ở trên nước Mỹ đều có thể tham gia. Thì trong cái event này chúng mình sẽ có thể học được cách networking và những cái cách mà secret mà người ta có thể làm ra 5-6 cái figure một năm. Ok, thì bây giờ chúng ta đi thôi nè. Ở đây, mọi người có nhận ra đây ai không? Tara nè. Tara xin kính chào quý khán giả của Kevin. Rất hạnh diện khi có chị Tara ở trong đội của mình nha. Còn đây thì mọi người biết ai rồi? May Phạm nè. Đúng vậy, cả nhà ơi. Giới thiệu một ít về mình đi. Mình đang vào một cái conference ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, day 2. Thì ngày đầu tiên là tụi mình học được rất là nhiều thông tin rất là thú vị về làm cách nào chúng ta có thể thành công hơn, và cũng như là xây dựng một cái đội ngũ, một cái team của mình thật là mạnh. Thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta cũng rất là excited đúng không Kevin, để mà chúng ta coi chúng ta sẽ học được cái gì đây. Let's go. Rồi còn một người cuối thì người này lúc nào cũng bận rộn hết. Trong team mình người này bận lắm, lúc nào cũng ăn phone hết. Thì hôm nay là ngày thứ hai bọn mình quay lại đây. Thì cái event này tổng cộng là 3 ngày. Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Thì ngày mai chúng mình sẽ được gặp Tony Robbins. Ok, thì bây giờ mình đang ở cái sảnh để chuẩn bị vô cái conference event ở trong kia. Nó chuẩn bị bắt đầu rồi. Mọi người thấy đó, đây là Tony Robbins cho những bạn nào chưa biết. Thì anh chàng này là một người rất nổi tiếng ở Mỹ, anh là guest speaker nổi tiếng nhất ở Mỹ luôn. Và hôm nay thì tụi mình đi đây để học hỏi kinh nghiệm làm sao có thể bùng nổ, phát triển thêm về cái việc làm mà bọn mình đang làm hiện tại, tức là bất động sản đây. Ok, bây giờ mình đi vô này. Xong cái event rồi thì khoảng 2 giờ cái event thứ hai sẽ bắt đầu cùng ngày hôm nay. Okay, thì ở đây chúng mình có team của Houston và team của Dallas nè. Mọi người đã biết đây rồi thì hôm nay đây là Harlan. Hello. Nói say something này. Nói gì giờ? Subscribe to my channel. My channel, not his channel. My channel too, bro. My channel. What's your channel? Like, why don't you run out of hand? Channel của Halle là gì? IUF. IUF. Okay. Nhớ nha mọi người, subscribe channel của Halle. Halle là nhân viên đội ốc ở Dallas, Texas. Okay. Đây mình. Đây là Huy nè, mọi người chắc chắn đã biết tới đây rồi. Đây là Huy đầu Thảo. Thảo nói gì với mọi người không? Hello mọi người. Mọi người muốn mua nhà thì tìm Kevin, mà muốn mượn tiền thì tìm Thảo nha. Nhớ nha. Muốn tiền thì tìm Thảo, mà mua nhà tìm Kevin nha. Mượn tiền private lender nha. Nhớ nha. Còn đây là người phụ nữ mạnh mẽ đứng sau người đàn ông yếu đuối đó. Trời ơi, nói chồng gì yếu đuối em. Chồng gì yếu đuối không? Đúng chính lại. Mạnh mẽ rồi nha Kevin. Ok, đánh chính đính chính lại là chị mạnh mẽ, còn anh mạnh hơn. Còn... Thấy không? Đây toàn là những gương mặt mà nổi tiếng ở Houston mình không à. Em nè. Hello. Oh yeah. So mọi người nghĩ gì về hôm nay? Awesome. Yep. Let's go eat. Yeah. Mình tới conference rồi. Nhưng mà đây là cái chỗ địa điểm get line nè. Cái line này nó đi một vòng. Muốt lên kia luôn.
Cái conference này hiện tại là có khoảng 4.000 mấy người. Right, 4.000 mấy người. Dễ sợ không? Let's go. Thì sẵn dịp ở đây thì Kevin muốn phỏng vấn một vài người top producer của mình ở đây. Thì đầu tiên sẽ là chị May nha. Vì sao chị quyết định đi cái event ngày hôm nay? Thôi May với Linh vô luôn đi. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh YouTube của Kevin. Thì ngày hôm nay là một cái chương trình rất là lớn của EXP Realty và khách mời rất là đặc biệt, không ai khác chính là Tony Robbins. Thì rất là excited để coi là một cái người ta rất là inspiring, rất là truyền lửa cho các bạn làm về bất động sản, về real estate agent giống như Minh hay là Linh hay là An ngày hôm nay. Thì mình truyền lửa thì mình sẽ làm việc được tốt hơn, và cũng giống như là mình sẽ grow được team của mình tốt hơn, đúng không Linh? Đúng rồi. Đi vừa mất giọng luôn nè bà con. Linh này là đi theo cái team của mình xong rồi ăn chơi vui quá cho nên la hét mất giọng luôn. Ok, còn đây là chị Tara này. Chị Tara không thể trốn được đâu. Chị Tara không trốn được đâu nha. Tại sao chị lại đi hôm nay? Hôm nay hả? Thì mục đích của chuyến event này là mình phải đi học hỏi thôi. Tại vì cái event này thì chỉ có một năm có một lần thôi, và có rất là nhiều người speaker, mà những người mà họ làm trong nghề lâu và thành công, thì họ chia sẻ những cái sự thành công cũng như kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của họ, thì mình học hỏi được rất là nhiều, rất là điều bổ ích quý vị. Wow, lúc đầu Kevin quay đó, chị Tara nói chị Tara không biết nói gì đâu, sẽ không muốn vô video đâu, đưa mic là tự nhiên luôn, YouTube superstar của chúng mình đây. Thì hôm nay mình đã finish trong 3 ngày event của Tony Robbins. Bây giờ thì mình chuẩn bị wrap up và đi ăn. Nhưng mà trước khi đi ăn, team mình có một cái announcement với chị Nhi. Chị Nhi nè. Actually mọi người có biết không là Morgan là ngày hôm nay officially join Team Legacy. Whoa, Team Legacy. Show what's your shirt. Quay lại. There we go. Mà muốn tìm hiểu thêm về Team Legacy có gì vui như vậy theo thì hãy liên lạc Kevin ngay nha. Yeah, ok. Thêm một cái nữa là ngày mai chị May nè và anh anh Huy có tổ chức một cái event và ngày mai mình sẽ dẫn mọi người đi theo mình để coi cái event đó nó sẽ có những gì, và anh Huy và May sẽ chia sẻ thông tin về ESB, cho nên mọi người stay tuned nha. Ok. Things, good thing happened. Yeah. So, thank you so much, everybody, to come in and then just stay and network. Yeah, talk more later, but I really appreciate your presence. Thank you so much. Thank you guys.